Xin chào quý chị, em Thanh Ô Tô Cũ đây. Mới về cái Crew 2016 form mới à. 2015, cuối 2015 bắt đầu 2016 sẽ có form mới. Đó. Form này nó khác tí xíu mà nó cũng không khác nhiều. Đặc biệt giống như phân khúc C của Crew thì nó không có thay đổi form mẫu nhiều. Na ná nhau à. Nè đây nè, 2014 nè. Đó 2014, cái này 2014, 24 2015 nè. Rồi đây là 2016 nè, nó cũng không thay đổi nhiều ha. Rồi, quay một vòng cho anh chị coi em giá khá là tốt. Em đang bán với giá khoảng chừng 301 301, 300 lẻ tí xíu là em bán nha anh chị. Thì cái đèn này được lên cái cầu rồi. Cái bi cầu này em nghĩ chắc xài bi cầu LED đó. Hồi xưa thì nó xài bi cầu xenon, nhưng mà giờ thì bắt đầu thay đổi tí xíu rồi. Bi cầu xenon thì nó phá chó lắm, nó cái độ nhiệt của nó cao, bị chó nó phá. Đi qua đây, đi vô đây. Nó cháy cái chó. Đó là bi cầu xenon. Còn như giờ xài bi cầu LED rồi. Bi cầu LED thì nó nhiệt nó tỏ ra nó không nhiều bằng bi cầu xenon. Bi cầu xenon nó xài bóng ba LED xenon á, cháy luôn cái chó điện. Mâm sơn màu đen, cái form này form màu trắng, mâm đen nhìn xe nó cứng lắm nha. À, quay xa cho anh chị mình coi nè. Xe em đang nằm ở 563 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Bình Tân. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ qua em, số hotline em để góc trái màn hình đó. Thương thảo giá cả như thế nào thì cứ gọi cho em nha, 0766 99922. Có xe cũ bán gọi em nha, đang có nhu cầu thu mua xe cũ rất là nhiều. Em mua giá cao thì thị trường cũng được, nếu có xe đẹp cũng được. Xe này còn vệ sinh tí xíu nữa, mới rửa ngoài à. Anh em mới đậu ra ngoài rửa, còn phải dọn nội thất này nọ nữa thì nó mới sạch sẽ, nó ok hơn. Ghế này ghế da zin của nó nha. Này chưa lên cái màn hình Android, sẽ lên xe lên màn hình Android nữa nó mới đẹp. Vô lăng này. Rồi, anh chị nào quan tâm thì cứ mạnh dạn liên hệ qua cho em nha. Crew là một cái phân khúc xe phải nói là nếu mà mình đã sử dụng qua rồi thì phải nói là xe nó chạy cực kỳ đầm chắc, cảm giác lái nó tốt lắm. Xe biển 47A 25181. Đi vòng qua đây cho anh chị coi cái form mới gì, nhìn cái đuôi phía sau á, cái cốp nó thụt vô xuống nha. Xe này lên 4 lớp còn khá là dày, xe đẹp lắm nha, 4 lớp còn ok đi, nó được 30-40 ngàn nữa. Xe đang dọn rồi, nhân viên của em đang cho dọn vệ sinh nội thất, lấy mấy cái thảm bỏ lên trên. Ok, hợp lý. Cái chiếc xe này thì nó phù hợp với tầm tiền anh chị mình lên quanh nó 300 xíu, có phân khúc C Blue chạy đầm chắc, một lựa chọn cũng khá là hợp lý đúng không? Rồi anh chị quan tâm cứ mạnh dạn liên hệ qua em, số hotline để góc trái màn hình nha.